Quang dùng cái này chưa? Em chưa. Chưa dùng à? Cái này là lọ Tinh tinh dầu của nước dầu nào đây anh? Thái Lan, anh nhà hàng chắc là Thái Nguyên, Thái Lan xịn này. Thái Lan Selected Future One On Shop. Hạn sử dụng còn Xịn nguyên không? Hạn sử dụng 16 tháng 1 2021. xỏi 16 tháng 1 chứ hàng này mới này, mới chắc mới chuyển dịch vã mà vẫn chuyển về được. Đây có hướng dẫn sử dụng đàng hoàng luôn nhé. quá cho anh đi anh. Đâu anh tự ship mua về để thử xem cái nó thơm không, cắm cái này vào đây để sử dụng này. Diffuser Ioco Amphor Friendly, như vậy cái này là tinh chất thiên nhiên nhé, hoàn toàn tinh chất thiên nhiên, không có cồn này, alcohol free. Hàng Hết cái bao này tiền nè? hai trăm rưỡi đây, trăm rưỡi tinh dầu cắm. Cái này hương biển, anh chọn hương biển này, hương biển nồng nàn sang trọng mạnh mẽ và tựa như mùi nước hoa nam giới, trong mùi thuốc lào đây. Bây giờ thử xem cái hướng dẫn sử dụng này. Direction of you, hướng dẫn sử dụng: cẩn thận unscrew the lid and remove the tag, có nghĩa là mở cái nắp cao su này lên này. Ô tắt là chúng ta tiếp tục review sản phẩm về tinh dầu nước hoa cùng với bạn Thục Anh. Thục Anh chào khán giả đi, gì nữa Xin chào mọi người. đúng, chuyên nghiệp rồi đấy, chuyên nghiệp rồi đây. Chị đang vẫn đang cái đọc cái hướng dẫn sử dụng này. Đúng rồi. Direction of hướng dẫn là đầu tiên là tháo nắp này, xong đầu là image for fry of the retardant. Như vậy là cắm 4 đến 5 cái que mây đây, các bạn nhìn que mây nhé, Nó cắm được nhé. gọi là cái tán hương ấy Thì nước tinh dầu nó sẽ ngấm cái que mây, sẽ nó tán ra đây và nó khuếch tán ra đấy, thì nó sẽ cũng lâu phết đấy. Thế này nó bảo là cắm 4 5 que vào trong cái lọ này, và nếu mà lần đầu tiên các bạn sử dụng, bạn có thể đảo đầu luôn để cho nó thơm luôn này. Đây này, biểu tượng đảo đầu này đấy. Ok. Đây là nó bảo the liquid is evolving up time but can last up for 4 weeks depending on location and temperature. Như vậy nó bảo là gì, cái mùi hương này có thể được 4 tuần đấy. Lâu đấy Đúng anh. rồi, cắm chắc cắm khoảng 2 que thì sẽ lâu hơn, nó cắm cả đủ 4 que thì còn là 4 tuần. 4 tuần hết được cái chai này không nhỉ? Hết hết chai, nhưng nó có bảo này depending on location, có là phụ thuộc vào cái địa điểm của bạn, hay là temperature, có là temperature là nhiệt độ phòng. Nhưng mà mùa hè này chắc là nhanh, còn mùa đông chắc là lâu hơn. Ok. Đấy, như vậy là cái này mình cứ cắm khoảng 4 que, tháo nắp cao su này, cắm các que này vào này. Nếu mà sử dụng lần đầu thì bạn đào đầu này, và một cái chai này khoảng 6 tuần. Và nếu mà khi không sử dụng nữa thì bạn có thể rút cái que này ra và phơi khô lại trong khi nào sử dụng vì cắm que. Và khi nào cái que này nó đổi màu thì bạn có thể là bỏ cái que đi, ăn cái màu trắng thì thành màu vàng khè. Ok, chúng ta cùng ăn bóc nhá. Xin thưa là bóc sẵn rồi này. Ăn bóc không bóc sẵn. Hồi hộp. Toàn mua đồ cũ quen rồi, lần đầu tiên là bóc đồ mới. Hơi nóng vội một tí. Rõ ràng người yêu cũ tặng mà sao lại không thấy ký hiệu gì nhỉ? What the hell? Đấy, ăn bóc. Ăn bóc này, ăn bóc này. Quên thì ăn bóc bóc. Bóc nhẹ nhàng thôi anh. Ăn bóc trông hơi thôi bạn. Đúng là dùng dao rạch. Bóc nha. Rồi, đây phút lần đầu bóc quả chồng cũng khá là xịn xò đấy. Nhưng hàng Thái là xịn đấy chứ, đúng không? Hàng là chuẩn, anh nghĩ là hàng chuẩn đấy. Chữ này không thể là chữ Việt Nam được. Dùng dế này không thể Việt Nam được. Hà Lan pha ít tiếng Anh. Những cái chai 50ml này, chai này chai 50ml. Nếu mà bạn đi sân bay thì có thể là mang qua được cái soát vé, chứ còn trên 100 là nó như nó tịch thu đấy. Yeah. Một lần anh đi mua một cái chai còn 200 300 ml đi qua sân bay nó tịch thu luôn. Cái đấy phải gửi qua hàng hàng nó sẽ vào cái hàng kệ. Chứ còn nếu mà đi đeo đeo qua cái chỗ soát vé là nó sẽ tịch thu. Đây là que mây. Que mây. Nhìn xe có thơ không? Không có tí mùi gì cả. Cái khoa này thì chắc là cái này mình chưa hiểu. Con này là cho vào cái nắp đấy anh. Cho bằng nắp nó cuốn vào thôi, nó chỉ để nhìn trang trí thôi. Thì nó cũng như kiểu dạng nó tán hương ấy anh. Đúng rồi đúng rồi. Như vậy là bạn có thể dùng que hoặc là dùng cái này cho xuống nó như cái nến được quay Đúng ra. rồi, đó. Nó sẽ tán hương vào đó đó. Không có tờ 500 vào này. Đã xong. Nào, come on baby. Xong. Như vậy bóc cũng đơn giản. Cái này như kiểu cái hồi xưa mình không dùng nó thì cái áo gì, cái này nắp này vứt đi à? À vẫn đậy được, vẫn đậy được, vẫn đậy được, vẫn đậy được. Mình kéo cắt về đi. Ok, đây này, giả sử không dùng nữa thì có thể đậy được này. Đấy, mình thì Việt Nam muốn tính cần cù, thử que đầu tiên nhá.
Thế mình mở cái nắp cái ra chứ. Không, cắm vào. Cắm luôn vào cái cao su này anh thử xem, nó như kiểu kim truyền của mình ấy. Sao mà cắm được? Cắm được, như cái kim truyền ấy. Nó bảo mở nắp ra đúng không? Đúng rồi. Nó bảo bỏ nắp ra mà lại. Đây, mở rất dễ nhá, mở rất dễ luôn. Ôi giời. Cho xin ít review. Thơm không? Không thể gọi là cũng được à, cũng được, nhưng anh thấy cái mùi này nó tạm được. À đây không sử dụng nữa thì mình đậy nắp cao su lại lại đúng rồi, đúng không? Chứ còn bình thường là mình sẽ cắm khoảng mấy que vào đây, que khoảng 2 que 3 que là đẹp. Cái que to này chắc cắm cũng tốn lắm anh ạ. À, tốn tinh dầu lắm. À, nhưng cảm giác như thế này thì nó bay hơi hết nhỉ? Ừ. Không nghĩ là à, không, nó cũng không bay đâu em. Thử rồi à? Tôi anh thử chưa? Anh tưởng là cắm nhẹ nhá, không cắm thì nó cũng không phải qua que mà nó bay thẳng luôn ấy. Nhưng mà hình như cái này nó phải em có que. Có que thì nó mới bay lên. Tại vì thế còn nhiều lọ to nữa mà. Để ba lọ là đẹp. À, còn cái này này. À. Cái này thì để xuống đẹp không? Trông. Trông của gì nhỉ? Không đẹp. Đấy, được 10 phút chưa? Bôi cái này được 10 phút. À, được 5 phút rồi, tốt rồi. Quay cái Oxin hương biển thiên nhiên. Chưa thấy mùi lắm. À, sao vỏ vỏ như kiểu vân gỗ ấy, như kiểu mùi gỗ ấy. À, mùi không thấy biển lắm nhỉ. Mùi có mùi nó hơi nồng. Hơi nồng. Hay là mình gần. Chính xác, cho nên cái này phải để nó lan tỏa thôi. Đúng tinh không? Dầu mà. Nó phải để lan tỏa chứ mình để nó để gần là hơi nồng. Chính xác. À, hương từ lá, loại hương, tinh dầu, que gỗ, hương biển. Vấn đề là khi hết có loại nào để mình bổ không? Hương biển đồng đàn, sang trọng và mạnh mẽ, đúng như mùi nam giới. Ưu điểm của loại tinh dầu gỗ Futawan, đơn giản dễ sử dụng, chỉ cần cắm que gỗ là hương thơm lan tỏa mà không cần thao tác gì thêm. Mùi hương đến từ cây cỏ tự nhiên đã giúp bạn giảm stress, mất ngủ. À, cuối tháng mà không có thì mất ngủ phết đấy. À, tiện dùng hơn đèn đốt tinh dầu ở chỗ không bị khét mùi khi quên tắt đèn. Đấy. Hướng dẫn tháo nắp nhôm này, đúng rồi, tháo nắp nhôm mình lại tháo rồi này, tách 2-3 que này. Đối với người phòng ngủ của người lớn thì các bạn dùng 2-3 que, đối với trẻ em thì 1-2 que trong cái 6 đấy, như vậy là tùy theo đúng không? Ừ. Nên này, nhưng mà này, tụi anh này, bước 3 này, cắm que loan xuyên qua nắp cao su. Xuyên làm sao được anh? Đây này, anh thử xem. Đây này, nó hướng dẫn đây này, cắm que xuyên để thử xem nhá. Có gì ăn gì anh? À, thôi cô dùng luôn rồi. Cái này ướt rồi. Ơ cái này không xuyên được không mà gãy que. Gãy que thật phải chọc cơ. Ờ phải cắm, có khi em phải chọc chọc cái em ấy cắm vào cơ. Nhưng mà đây này nhà cắm que loan tỏa thì anh hỏi cái người bán xem nào. Yeah, nhưng mà đây bước 3 cắm que xuyên qua nắp cao su. Nhưng mà trên cái đây là trên hướng dẫn của nó thì lại là chỉ tháo nắp cao su xong rồi. À đây này, thu anh này, cái nắp cao su vẫn còn này. À đâu, bỏ nắp đâu, ra rồi. Bỏ rồi anh. Bỏ nắp ra xong chỉ cắm mà thôi. Mình sẽ cái này sẽ review lại các bạn sau xem hình thức nào cho chuẩn nhất. Có những mùi gì anh nhỉ? Ờ để anh thử xem mùi gì, nhiều mùi không nhá. Vỏ quả hạt, thân cây lá, tinh dầu từ hoa. Nhiều loại lắm. Từ hoa, nhưng cái chai kiểu đấy thì nó sẽ là tại gì đây? Tinh dầu cắm que. Đèn tinh dầu, máy quét dán tinh dầu thơm que gỗ đây. Chanh xả này, hoa anh đào này, hoa vani này, quải hương này, lưới này. Đấy, que mây hương nước hoa này. Sao anh không mua cái loại 80.000 đi à? Có cả hoa đẹp đấy. Ờ anh nhìn cái chai này rất đẹp nhá. Ừ. Nhưng anh hỏi và không còn nữa. Nhưng cái chai nó đẹp, cái chai nó trông nó cổ. Ờ mà nó còn nó bầu nên trông còn đẹp hơn cái chai kiểu này. Yeah. Tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế. Như thế là quá chuẩn rồi. Chỉnh là lại mất chuẩn. Đó. 4 phút, 10 phút. Ok, xin chào các bạn, còn cắm xuyên que mình thử cắm, nếu mà được thì chúng ta sẽ cắm que là tốt nhất. Còn không thì để hương mình không hiểu nó sẽ bay lên như nào. Phải chờ tí nữa mình ngắm anh ạ. Ờ, không nhận ý là anh bảo cắm cái lỗ.
Không, không có mực đâu. Cắm kim truyền kiện ở đây được này, Úi dồi, hết cắm hơi. cắm cắm từ từ ở trong ra thì dễ hơn nhé, cắm ra từ trong ra thì lại được ngay, nhưng cắm ở ngoài vào thì lại chịu. Em cảm thấy có mà gãy hết cả que. Anh cũng không hiểu tại sao, anh cũng không hiểu tại sao. Chúng ta thử xem nào, nhiều quá sẽ hơi nồng nha. Nhưng cái không, nhưng Không, mà chắc là do anh ở gần á. thứ hai là như cái nước hoa, cái hương đầu nó nồng lắm, nên sau nó sẽ các cái mùi, ba mùi nó sẽ khác, hương đầu, hương giữa và hương cuối. Đấy, mời anh. Tụi Ok, anh về thẩm thẩm mùi. thẩm mùi nhá, Xong sau lại sẽ tiếp tục đi. review tiếp cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo sau 1 tháng nữa. See you.